phiến quân tự trị Đại Nam, thành phần là lũ tạp nham côn đồ, lộng hành quậy nát thành hồ, pháp luật ngoài cuộc hững hờ kệ dân. Rồi, đây, tiếp tục. Bắt đầu bài thơ để kết thúc câu chuyện này. Chuẩn bị nghe nha. Rồi, nghe. Ông làm gì ông hốt quảng. Phiến quân tự trị Đại Nam, thành phần là lũ tạp nham côn đồ, lộng hành quậy nát thành hồ, pháp luật ngoài cuộc hững hờ kệ dân. Quan chức thèm tiền che thân, làm ngơ cho bọn thất nhân hại người. Hôm nay tròn một năm rồi, một con nghiệt xúc lên ngồi livestream. Hết live sáng lại live đêm, live trưa chẳng đủ lại thêm buổi chiều. Trời, đọc chỗ này biết bao giờ mới hết. Ả Đào đúng không? Ả Đào không phải. Cái này là quan họ với quý vị. Rồi tôi đọc nè. Rồi, dùng chiêu chỉ chó mắng mèo, vờ vịt sống với người nghèo mỹ dân, diễn bài dân túy nhiều năm, những người thất học thì không hiểu rồi. Thế nên lòng những bồi hồi, cứ tưởng con cuộn là người từ tâm, u mê một kiếp tối tâm, ủng hộ cuộn chúa một năm đã tròn. Năm cam xưa ở Sài Gòn, trọc trời khuấy nước cũng còn ra đi. Con cuộn là cái đếch gì, chẳng qua có kẻ chết vì cái lờ to. Bây giờ nó xỏ mũi cho, nhắm mắt bên nó vì lo cái thân mình. Ngày xưa đã bị bẫy tình, ngày nay hối hả điều đình cứu em. Kẻ này là ở cấp trên, chỉ vì một phút sướng rên yếu lòng, thế nên đã bị vào trồng. Bây giờ cứ phải chạy vòng chạy vo, anh em cấp dưới nó khinh cho, ông anh vì cái lờ to nên khổ đời. Con cuộn vu khống bao người, lẽ ra một phát là mời đi ngay. Còng số 8 bập vào tay, nhưng sao nó một năm nay vẫn yên bình. Thì ra là có người tình, alo chỗ nọ được đình chỗ kia. Điều đình. Alo chỗ nọ điều đình chỗ kia. Thank you. Để em được chửi sớm khuya, bởi vì sở thích mafia của nàng, là được phá xóm phá làng, là được du khống tràn lan nhiều người. Chửi ai, chửi được ai mới tươi cười, hôm nào không chửi thì người ngơ ngơ. Chửi là sở thích nên thơ, vu khống là một giấc mơ thiên lành. Kéo đi gây rối tanh bành, là đam mê của gái ngành tầm duyên. Tầm duyên là gì? Tầm duyên là đi tìm duyên á. Không, truy tìm duyên. Không, tầm duyên là tuyền dâm. Nói vậy à. Tầm biết ngay là không hiểu nè. Cái này tầm không duyên. Hiểu cái này không hiểu. Tầm duyên cần hù mê căng. Có người lên hù mê căng rồi tầm duyên rồi hừng nắng rồi hầm răng. Không phải hàm răng như gì, không phải hàm răng mà là hầm răng. Hầm răng là gì? Rồi, được rồi, biết. Nói hàm răng là gì? Thôi được rồi. Là đam mê của gái ngành tầm duyên. Quê hàng là việc ưu tiên, bụng kẹo là việc dĩ nhiên của nàng. Ngồi trên pháp luật ngang tàng,
cũng vì có kẻ thuộc hàng ngũ quan đương thời vừa dốt vừa tham, hết thời giấy dở vẫn đang lăng nhăng chở che con mẹ Phương Hằng, biệt danh Tuyền nổ hung hăng hại người. Người biết chuyện nên ngậm cười, người không hiểu chuyện kêu trời luật đâu. Một năm đã rất là lâu, tại sao pháp luật đi đâu vắng nhà? Việt Nam có hiến pháp mà tại sao để xã hội ra thế này? Chuyện này khó nói lắm thay, thôi đành mượn áng văn thơ này viết ra. Thằng chồng hèn hạ xấu xa, bản thân chẳng có tài ba cái đếch gì. Ước mơ một cõi chỉ vì mình là hoàng thượng uy nghi kinh thành, còn con vợ cựu gái ngành. Ủa, gái ngành là gì? Gái ngành là gì? Không, mình thấy là phải của Việt Hà không vậy? Cá ve hết đát, lầu xanh thái hồi, phò già Tuyền nổ hết thời, ước mơ cháy bỏng được ngồi ngôi vương. Vây ngân hàng khắp tứ phương, đắp thành xây lũy và dương cột cờ. Dương cột cờ là sao? Tạc mình thành tượng để thờ, mở rộng xâm chiếm sang bờ cõi bên. Bao la nền đất sang tên, miêu đồ bán hết một phen lấy lưng. Phất cờ khởi nghĩa tưng bừng, phiến quân nổi dậy tưng xưng hùng trời Nam. Trời đấu đãi kẻ gian tham, thế nên dự án bỏ hoang ế dài. Tiền ngân hàng đã tiêu xài, kim cương cờ bạc bao trai hết rồi. Ô dù cũng đã hết thời, tất nhiên dây rợ khắp nơi còn nhiều. Ô dù mà hết đó quý vị, nhưng mà tất nhiên dây rợ tức là mấy cái mối mà bạch tụ của nó quen đầu này, nó biết đầu kia đó quý vị. Tất nhiên dây nhợ khắp nơi còn nhiều, thằng chồng nhắm mắt làm liều, để cho con vợ làm điều bất nhân. Đó là mưu mẹo hiến thân, phát huy kinh nghiệm nhiều năm làm phò, nhắm vào quan chức cực to, ông nào mềm yếu là cho vào trong. Ủa, con này nó đổ khoái, người nào mềm yếu nó là phải có chỗ đứng là cái gì đó, là cứng vô đó, đứa nào cứng nó mới thích, chứ sao mềm yếu mà nó cho vào trong. Nhắm vào quan chức cực to. Ủa, cái gì to? Ủa, cái gì to? Vạch khoe vú mướp lòng thòng, ông nào lỡ chén đừng hòng thoát ra. Ghi âm chụp ảnh đôi ta, đây là bảo bối Tuyền ta nắm rồi. Quan anh không muốn tiêu đời, thân bại danh liệt vì xơi em Tuyền, thì phải đặt bút ký liền, thì phải nghĩ cách bòn tiền cho em. Đầu quan con cuộn nhảy lên, nhúng thêm phát nữa ngồi trên pháp quyền. Đầu quan con cuộn nhảy lên có nghĩa là nó leo đầu quan nó ngồi đó quý vị, chứ không phải là nó leo lên mình quan nó nhúng nha quý vị. Nó leo lên đầu nó nhúng. Đầu quan con cuộn nhảy lên, nhúng thêm một phát nữa ngồi lên pháp quyền, ngồi trên pháp quyền. Bao nhiêu cấp dưới buồn phiền vì lờ vô pháp vô thiên thế này, bao lần đã định ra tay, bấy nhiêu lần bị chặn ngay tức thì. À, nếu mà quý vị coi Quỳnh Ngọc Thiên Vương News quý vị, rồi nhiều cái kênh khác nữa, cái này là ngày 16 nó bị bắt nha, 2 tuần nữa nó bị bắt nha, trước Tết rồi nó bị bế nha, sau Tết nó bị bế, là những lúc đó là nó xì tiền ra nha quý vị, xong rồi là nó gọi, xong rồi là nó khóc, xong rồi cái nó xì những cái bằng chứng, nó hâm, nó dọa ra. Cho nên quý vị thấy không, nó phây phây, nó phương phương, nó cái mặt nó tỉnh bơ để nó chửi người ta, bởi vì nó nắm chắc những cái bằng chứng hình ảnh rên rỉ rồi trong tay nha quý vị.
bao lần đã định ra tay, bấy nhiêu lần bị chặn ngay tức thì. Con Tuyền thì có vẹo gì mà sao pháp luật lầm lì bỏ qua? Bao giờ dân nổi can qua cái ô rách nát, Tuyền ra chí hòa, ngồi buồn viết án thơ ra, kể thời loạn lạc nước ta bây giờ. Cần nhận rõ kẻ tội đồ là quan chức đã làm ngơ cho Tuyền. Đúng không quý vị? Cái đám quan chức mà làm ngơ mà bao che con Tuyền này mới là có tội. Con này tội ít, mấy cái đám kia mới là tội nhiều nha quý vị. Nguyễn Phú Trọng không? À, Minh Triết rồi đó, Nguyễn Tấn Dũng rồi đó. Rồi cái thằng cha mà sở bộ công an đó, cái thằng cha mà không chịu ngủ mà là thức với nó thâu đêm suốt sáng đó. À, cần nhận rõ kẻ tội đồ là quan chức đã làm ngơ cho con Tuyền, lộng hành trên khắp mọi miền, gây tội rồi dọa dùng tiền che thân. Thật ra nó có tiền không? Ai mà chả biết nợ trong nợ ngoài, dọa dùng tiền để cho oai, nhưng trên thực tế là bài mỹ nhân, có bảo bối để nắng gân, nào là ảnh chụp ghi âm làm tình. Quan này trước ở triều đình, bây giờ can thiệp điều đình khắp nơi, thế nên cuộn chửi sơ sơi, nhảy lên pháp luật mà ngồi chửi dân, kéo bầy kéo lũ đến thăm, làm ầm làm ỉ ở trong công quyền. Chuyện như trong một bộ phim của thời phong kiến dân đen đọa đầy, ai ngờ chuyện của thời nay, cái thời con đĩ mặt, không phải con đĩ, con đũi, cái thời con đũi mặt dày lên ngôi. Chỉ vì quan chén nó rồi mà cả đất nước lôi thôi thế này. Một năm là chóng hay chày, là nhanh hay lẹ đó quý vị, là mau hay lâu đó quý vị. Mà sao nó vẫn lên phây chửi người. Người nghèo thì phạt tơi bời, con Tuyền lông chẳng bị rơi một cọng nào. Ôi thời loạn lạc Đông Lào. Đông Lào là Việt Nam quý vị, tức là nước Lào đó. Thì Việt Nam mình nằm ở phía đông của nước Lào quý vị. Đất nước có pháp mà sao không hành, là không có hành pháp vi, tức là thực hành, thực thi pháp luật đó quý vị. Một năm hãm hại dân lành, một năm chia rẽ tan tành Bắc Nam. Rõ nhất là nó ra Bắc, nó bỏ người về miền Nam chạy ra Bắc quý vị. Nó nói cái thứ miền Nam là mày tao từ luôn mất chứ quý vị. Nó khen người ngoài Bắc tơi bời quý vị. Rồi nó lôi cựu chiến binh ngoài Bắc vô Nam đó quý vị. Một năm chia rẽ tan tành Bắc Nam, một năm dân chúng lầm than, bao nhiêu người bị hàm oan oán hờn, bao nhiêu dân chúng vang lên, luật ơi ông hãy làm ơn thức giùm. Một năm gây rối tùm, mà ông luật pháp núp lùm nơi đâu, ông luật nghe thấy dân tâu, tỉnh bơ ổng phán một câu xanh rì. Đừng tưởng ông không biết gì, đừng tưởng ông không biết gì, nhưng ông cũng có khác chi chúng mày. Kim bài miễn tử ca này, kim bài miễn tử ca này, thế nên ông cũng bó tay lâu rồi. Dân bèn cầu khẩn ông trời, trời ơi ông luật buông lời vô tâm, ông luật bất lực một năm, ông đi đâu chẳng thấy, ông đi đâu chẳng sủi tâm một năm rồi. Lời dân thấu đến ông trời, ông bèn lấy sổ thiên thời ra tra, rồi vỗ gối cười ha 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 ha. Đây là vật nước nói mà ra, đây là vật nước mà ra cái nỗi này, họa vô đơn chí xưa nay. Đất nước dịch bệnh đắng cay trăm chiều, thêm dịch văn hóa tiêu điều, cũng vì thường bất chính nhiều lắm cơ. Thế nên cái ác nhu nhơ, thế nên luật pháp làm ngơ ngủ vùi. Đổi vận nước thì khó rồi, chẳng may sinh phải cái thời lầm than. Thôi đành chịu cảnh trái ngang, một là nhắm mắt cho hàng lệ rơi.
Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sử dụng 100% cao su thiên nhiên được sản xuất tại Mỹ, Atlanta, Georgia. Xin liên lạc hai số phone Tracy 714-487-7889, cửa hàng 714-897-6100, địa chỉ của Happy to Easy 14191 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Hai là kệ mẹ cuộc đời. Ba là chờ đợi vài người ra đi. Tức là vài gia quan chức bị ra đi đó quý vị, bị bế đó quý vị. Nước non một cuộc phân ly, mới mong đổi vận sầu bi bây giờ. Nghe xong dân thấy thẫn thờ, ngoài kia văn hóa thành tro tàn rồi. Lưu manh cưỡi cổ mua người, côn đồ phá phách khắp nơi lộng hành, giang hồ hãm hại dân lành, cả trời lẫn luật nở đành kệ dân. Cái câu cuối nghe cay đắng không quý vị? Luật pháp Việt Nam đó quý vị. À, người nghèo, người mờ thấp cổ bé họng, hả họng là cái là nó tống đầu liền. Còn cái con này đó thì thôi khỏi nói rồi, không còn cái gì mà để nói trơn thưa quý vị. Đó. Rồi. Xong. Bài thơ quá hay quý vị. Bài thơ hay á. Nhưng cái câu cuối quá hay quý vị. Trời làm ngơ, còn luật cũng làm ngơ. Đó. Bài thơ quá hay. Về giang hồ mà nó kéo nhau, nó đâm, nó chém, nó bao vây nhà người này, nó bao vây nhà người nọ, không thấy công an đâu hết. Không thấy rõ ràng, nó bu tới nhà của gì, cái bà mà Thanh Trần. Trời đất ơi, công an không thấy đâu hết trơn quý vị. Mà thử đi biểu tình chống Trung Quốc cái coi, công an xuất hiện lôi đầu về liền. Lôi đầu vô tù liền. Hay quá, nhưng có hơi hướng của Việt Hà. Đó, không, Việt Hà không dám. Bảo đảm Việt Hà không bao giờ dám có những cái câu mà thẳng thắn như vậy. À không, thì tôi nói là tôi nghĩ là cái, những cái người này cũng hơi giống. Mà cái này cảm ơn Hot Trend, Hot 5 phút gì đó đã đọc cái thơ này thì Dũng lấy xuống. Dũng xin để chia sẻ thêm. Bởi vì một kênh thì chỉ còn chừng 5.000 người, 10.000 người coi. Mà nhiều kênh chia sẻ ra thì càng nhiều người xem để biết là chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn nào của xã hội Việt Nam nha quý vị. Đúng rồi, tôi cũng hay chia sẻ kênh của Hot Trend á. Yeah. Tại vì Hot Trend có nói với là có một lần làm một cái video clip nói là mọi người cứ tự nhiên chia sẻ rồi, cái kênh của Hot Trend. Rồi ai mà mua collagen thì bây giờ có tỏi đây này thì order tỏi luôn thì Dũng sẽ kèm vô theo. Dũng gửi đi cho quý vị để xếp được cái tiền shipping và một công đôi với chuyện. Cái này thì giúp cho tim mạch, cho những cái mạch máu. Rồi nó ăn rất là ngon và ngọt. Và cái giá vẫn là 10 đồng phải không? Yeah. Là khá rẻ nha quý vị. Và cái khi mà Nam Quang, trời ơi tôi, hôm bữa tôi gọi ông là cái còn không, ông nó hết rồi đó. Ừ. Mà giờ Dũng đã lỡ là sẽ hứa là sẽ ship đi chung với lại collagen rồi. Trời ơi, tôi chạy vòng vòng mấy cái chợ tôi kiếm không có. Phải chạy vô trong mà Whole Food á. Thì cái nó có dài, nó có hai củ thôi. Hai củ tỏi thôi quý vị, mà của California. 6 đồng mấy đó, 7 đồng. Nó mắc quá mắc luôn gì, trong khi này là chỉ có 10 đồng. Cho nên ok, bán được quá trời thì thức. Nhớ bên ngoài tóc, da, nail và những cái khớp chân cho nó tốt thì cũng phải kèm theo tim mạch gì đó cho nó bền bỉ nha quý vị. Rồi xong, Dũng cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Nam Quang sẽ ở lại để nói thêm với quý vị về cái tỏi này. Chắc không ở lại đâu. Chúc quý vị cùng với ngày với gia đình những ngày tháng vâng, tới vui vẻ. Vâng, lại quý vị là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Okay. Thưa quý vị, Nam Quang đã hiện giờ đã có tỏi về lại rồi nha quý vị nha, cho nên Nam Quang hiện giờ chỉ có 200 bịch tỏi thôi, thì không biết khi nào lại có lại nữa. Thành ra nếu mà quý vị có nhu cầu thì text cho Nam Quang ở cái số là 714-589-7454 ở trên màn hình đó quý vị, 714-589-7454 nha quý vị. Rồi còn thêm một cái nữa là Nam Quang có một cái sản phẩm này nữa là tỏi mà đã bóc sẵn rồi đó quý vị. Quý vị nhìn nè, tỏi bóc sẵn rồi để trong hộp này. Rồi quý vị chỉ việc mở ra xong rồi, mở ra để ăn thôi. Thì cái mà đặc biệt của cái tỏi ở trong lọ mà bóc sẵn này thì nó
cùng giá với lại cái tỏi bịch này nha quý vị nha. Cùng giá nhưng mà nó lại nặng hơn, có nghĩa là cái này là 1.25 gram, còn cái này là 1.50, nên nó nặng hơn. Thì nếu như mà quý vị nào thích mua cái loại tỏi mà nó lột sẵn rồi đó, thì quý vị được lợi hơn ở chỗ là nó nhiều hơn. Năm qua cũng chả biết tại sao cái công ty sản xuất họ lại ra cái tỏi này bốc sẵn rồi mà nó lại rẻ hơn nữa quý vị. Năm qua không biết nha. Thành ra nhưng mà năm qua thấy cái này thì nó lợi hơn. Nếu như mà quý vị mua cái này cùng một giá luôn là 10 đô 10 đô, nhưng mà quý vị được là cái này nhiều hơn. Xin quý vị gọi cho không nhắn tin cho số 714-589-7454 nếu mà quý vị có nhu cầu. Cảm ơn quý vị khán giả. Thì hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình kế tiếp của Nam Quang với lại Nguyễn Tiến Dũng. Dạ, hello Nam Quang nghe ạ. Hello. It's an everybody problem. Quên nữa. Quý vị ơi, ai mà bây giờ là vé của cái ổ chết mẹ ông đang nói chuyện phone. Ông nói đi, ông cứ nói đi. Ai mà có muốn coi ca nhạc, một cái chương trình rất là hay nha quý vị, rất là nhiều những người ca sĩ mà quý vị ai mà trong đó có Vân Trường, Vân Trường nữa, có Vân Trường cũng sẽ hát cho cái show của Nguyễn Tiến Dũng sơ gồm chắc là Dũng sẽ đọc sẽ thiếu một số người. Chắc off rồi. Đọc sẽ thiếu một số người nhưng mà có chị Mai Lệ Huyền, Hương Lan, Như Mai, Thi Nga, Thu Thương, Vân Trường, Huy Vũ, Hoàng Thanh, Tô Huân Vũ, Mỹ Lan, Thiệu Kỳ Anh, Kha Hồng Nhung, Nhật Lâm, rồi Trang Thanh Lan. Tôi có đồ nhiều lắm thưa quý vị. Rồi. Thức ăn rất là ngon nha quý vị. Ở Golden Sea thì có gì ai mà mua vé trước thì sẽ được chọn bàn. Mà nếu mà mua sau mua trễ thì những cái bàn mà chỗ mà gần gần hay là chỗ mà lý tưởng thì sẽ bị những người mua vé trước là người ta sẽ lấy trước nha quý vị. Rồi, em cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Nhớ 15 tháng 4 2022 và chúng ta có một show ca nhạc để đứng lên chiến đấu vì công lý, vì những người nghèo thưa quý vị. Không phải vì những người thấp cổ bé họng, vì những người bị vu khống, vì nước Mỹ, vì công dân Mỹ bị mạ lị, bị xúc phạm nha thưa quý vị. Chúng ta phải đấu lại cái ác nha quý vị. Rồi, xin chào quý vị.